Mình xin chia sẻ với các bạn về cái cách đóng gói trứng ở bên mình. Đây là 50 g nha các bạn. Đây. Thì cái dụng cụ để mình gói trứng thì nó sẽ bao gồm là đầu tiên là trứng nè. Cái thứ hai là cái căn tiểu ly. Căn tiểu ly. Rồi hộp nhựa. Hộp nhựa để bỏ trứng. Cái hộp đây thì bên mình bỏ là 50 g nè. Cái hộp đây là 30 g. Và ít cám. Cám bắp. Công dụng của cám bắp để làm cái gì? Công dụng của cám bắp là để giúp cho nó giữ ẩm. Rồi tiếp theo nữa đây là bông gòn. Cái đây là gòn tự nhiên nha các bạn. Thì trước đây thì mình hay dùng gòn nhân tạo, chứ mà gòn nhân tạo thì sâu nó có dính ở trong đây luôn, nó ra khó lắm. Và cái gòn tự nhiên đây thì mình gửi đi xa á, thì nó sẽ con sâu nó, thứ nhất là nó chống sốc. Chống sốc là nó tránh bị dập trứng. Thứ hai là khi con sâu nó nở ra thì nó có đồ ăn để nó ăn luôn. Còn cám á, thì là khi mà mình gửi á, mình trộn cùng á, thì là nó sẽ giúp hút ẩm của cái trứng, vì cái bản thân cái trứng này thì nó cũng đã có hơi nước rồi, nó sẽ tự nó bốc ra hơi nước. Nếu như mà các bạn mà gửi mà các bạn không có hút ẩm, hay là mình giữ cho nó thoáng á, thì là nó sẽ tự nó tích hơi nước ra. Nó sẽ mình đóng cái hộp nữa thì nó cứ cái hơi nước nó cứ đọng lại thì nó sẽ làm hư trứng, nên là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trứng, là nó sẽ không có đạt. Thì đầu tiên thì bây giờ là mình đóng gói là 50 g cho khách. Rồi sau khi căng trứng xong thì mình gửi cho khách là 50 g nè. Rồi sau khi căng căng trứng xong thì đây, cái hộp này mình sẽ gửi cho khách. Dư cái trứng là bỏ vô luôn. Rồi đây, cái hộp đây thì căng trứng xong là được 50 g. Thì mình sẽ bỏ ít cám vô. Cám bắp là một lớp cám bắp ở dưới. Rồi. Đây, thì mình sẽ chia làm 3 lớp. Chia cái trứng này làm 3 lớp. Mình đã gửi hàng rất là nhiều cho khách rồi, đền cho khách nhiều lắm rồi các bạn. Trong quá trình mà mình làm á, mình làm cũng đến nay cũng hơn 1 năm rồi, cũng được một gần 1 năm rồi. Thì quá trình mà mình gửi hàng cho khách á, thì nó lúc đầu mình chưa có kinh nghiệm gửi hàng, nó cứ hư hao nhiều lắm. Nó hư hao xong rồi, cái này chia làm hai cũng vẫn được, không sao hết. Nhưng nó có cái cám rồi, cái cám là nó chống đóng cục. Chủ yếu là mình làm sao mà cái lớp mình nó cách cách để cho nó khỏi bị dập trứng thôi. Mấy hồi đầu á, làm chưa có kinh nghiệm, lúc mà thì gửi á, lúc thì sâu nó bò ra quá trời cũng phải đền cho khách nè. Rồi lúc thì trứng nó bị hư, trứng nó đóng cục, nó đen, rồi đủ hết, hết các bạn. Bây giờ thì đền nhiều quá rồi, cái có kinh nghiệm để không có đền cho khách nữa. Trứng thì mình đều một cạo mỗi ngày trứng mới hết nha. Ngày thì mình cũng được trăm mấy, gần 200 g, có ngày 50, 100, 200 g, nói chung là rất là nhiều, tùy. Rồi xong rồi mình thêm một lớp nữa đó, cứ bỏ lớp bông, lớp lớp cám, lớp bông. Rồi xong rồi bắt đầu là mình lấy cái vải đen. Ở bên trại mình thì mình dùng cái vải đây nè các bạn, vải đây là vải của Thái Tuấn, mình cũng mua nhiều loại vải rồi. Cái này nó có hai lớp hai mặt, thì mình cũng đã thử nghiệm rồi, một cái mặt là bóng và một cái mặt là mặt mặt mờ. Thì mặt bóng mình bỏ ở dưới, cái vải đây mình mua là 80.000 một mét, mình bỏ ở dưới thì ấu trùng nó nở ra, nó không có bò lên được,
nó chỉ có ba bốn con bọ li ti lên thôi là không có đáng kể. Rồi sau đó mình lấy cái dây thun nè, dây thun đây là dây thun là chung, mình cột lại rồi sau đó mình đóng gói hàng cho khách. Ta-da! Đây, đây là cái sản phẩm mình đã đóng gói hoàn chỉnh. Bạn xem, nó rất là chắc chắn, dây thun mình cột chắc hết luôn. Rồi, đây là 2 đến 3 lớp. Trứng là nó không có bị dập khi mà trong quá trình vận chuyển người ta vứt hàng đồ. Rồi nó có cám là nó không có bị đóng cục nha. Còn hồi trước thì mình lúc mà mình mới làm mình cứ hay để cho khách hàng họ căng lại á, nhưng mà khi mà các bạn lưu ý là cái vấn đề là căng lại thì khi mà ví dụ như nếu gửi gần á, nếu gửi gần thì mình gửi không thì cũng được, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến trứng. Thì khi mà gửi xa là khách hàng không bao giờ căng lại được nha các bạn, bởi vì là đến lúc mà khách hàng nhận được thì nó đã nở ra mất tiêu rồi, nó nở hết rồi. Chỉ có mình ví dụ mình làm ăn uy tín thì cái tỷ lệ trứng mình căng đủ cho khách hàng và cái tỷ lệ nó cao nở đạt là ok rồi nha cả nhà. À, xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà ở video lần sau nhé. Rồi, và đây là cái hộp 10 gram mình đóng gói cho khách hàng. 10 gram là mình dùng cái hộp nhỏ đây nè các bạn. Và cái hộp này ở trại mình khi mà mình ấp ủ trứng á, là mình cũng sẽ ủ bằng cái hộp này luôn. Cứ 2 mét vuông là mình ủ 10 gram. Và đợi đến khi nào á mà cái trứng ở ở trong đây nè, cái trứng là cái con ấu trùng trong đây nó nở hết toàn bộ thì mình ủ cám và mình đổ ra thôi. Như vậy mà tỷ lệ mà nó nở nó sẽ rất là đạt nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.